chào tất cả các bạn nhé. Thì con trồng lại tôi con có ít ống nữa thì tôi vào tôi nhắc cho tất cả các bạn xem nhé. Bởi vì chú lợi rất đẹp. Đó là gọi là cái ào bạn. Giờ tôi dạy tôi nhắc cho tất cả các bạn xem nhé. Các bạn đi theo mình xem nhé. Mình đánh ít ống trong nơi chầm. Nhóc chầm có. Mình đánh một ống ở góc quý chè. Đánh dọc về đằng nào. Rất đẹp, vừa cỏ vừa muống. Đây các bạn, đầm ống này. Ui dồi ôi. Các bạn, mình thử đồ thử ống này ra xem nhé. Ống này nó sẽ có ít nước. Mình thử đồ thử ống này ra. Các bạn mà chết một sau đấy con còn nữa này, đây con còn nữa các bạn, chết một con, hai con, bốn con to. Chết mất hai con các bạn, rồi chết hai con rồi, một ống này là ba bốn con. Mình đi nhắc tiếp cho toàn thể các bạn xem nhé. Đây các bạn. Nó lại không có thôi. Lại chết. Bởi vì đi đánh hú là được lườn toàn lườn to các bạn. Không như đánh ở đông. Mới hôm trước đó tôi đánh ở mường đó. Lườn rất nhỏ. Nó đỉnh quá. Ủa, tụt cả hòm này.
Đây, lươn này các bạn. Xịt móng nó rồi. Ủi rút cái tình nào mà thế nó lại xịt. Có lúc các bạn đánh góc đồng tiền đấy, có thế mà bây giờ ngồi này chán quá. Đó. Lườn này các bạn. Cỏ bênh cả ống này. Chị đâu? Đây này, còn lót ống cuối cùng ở đây mà không có. Được không? À đó. Nó lại không có đâu. Bây giờ tôi lên tôi đổi cho các bạn xem nhé. Bởi vì đánh ở hố này được ống nào thì rất nặng các bạn. Bởi vì mùa này là mùa khô. Này đi kiếm bây giờ đi kiếm được cái hố đánh nó cũng hơi khó đấy các bạn. Bây giờ bán được cái giá. Chúng ta chết mấy ống nhỉ. Và cái bạn, cái ống đầu tiên này.
vì quả tôi trò như mùi quá các bạn. Và chết một con nào này. Đó này. Ui chúa, là các bạn. Lửa này đẹp, rất đẹp. Lại chết. Ổng lời các bạn, này. Trời ơi, lượt sợ chứ đúng ổn rồi các bạn.
Ôi trời ơi, con lươn. Các bạn ơi, sợ gì. Ôi, to mà dài. Bởi vì tôi đánh ở cái hố lơi cũng đố ít quá. Lần này thì không chết thế chỉ luôn các bạn. Máy này cũng bó giả. Ui trời ơi. Để tôi đổi cái ống này ra cho các bạn xem này. Sợ chi? Đã sợ luôn. Thôi chứ đâu. Bỏ mắt rồi. To cái nó chạy về tận đằng kia. To. Để mình quay vào túi để cho các bạn xem nha. Xem hôm nay thành phẩm của hôm nay này. Đá không các bạn? Quá đá nhé. Ui. Sướng kì. Lươn này rất lặng cần. Ồ, chưa đủ, nó bao giờ ngoài rồi. Còn nó bao giờ ngoài.
Đây các bạn, lườn này. Lườn này. Các bạn vào xem mà kênh đánh lượt chuyên nghiệp thì các bạn đăng ký kênh, bấm chuông ủng hộ mình nhé. Mình chào tất cả các bạn.